Mọi người đến với cái video series thứ hai của mình. Thì video hôm qua mình có trải nghiệm là chế tác cắt viên Ruby Sao rồi. Hôm nay mình đi chợ Đá Quý về thì mình cùng lại gặp lại anh Chính, thì cũng thấy anh chế tác một lô Đá Quý hôm qua tiếp tục vào một lô Đá Quý mới rất là đẹp. Mình sẽ chia sẻ cho mọi người về công đoạn chế tác Đá Quý. Hôm nay lại chế tác lô Đá Quý mới anh. Xin chào em nha. Đây là lô này, là lô mới này. Lô Ruby Sao hôm qua thì mình còn thấy một lô đá rất là to, màu cũng rất là đẹp. Anh có thể là giới thiệu lô đá bên cạnh này không? Lô đá này thì hôm qua trọng lượng của nó là 1 lạng rưỡi, và mình đã phôi được 25 hạt, cả to cả nhỏ. Trong đó có tầm khoảng 14 hạt làm được nhẫn nam. Đấy. Anh có thể là giới thiệu cái lô đá này là nguồn gốc và xuất xứ ở đâu không? Viên đá này thì nguồn gốc ở khu vực gần ao Ông Tía. Bãi nổi tiếng Việt Nam là có viên báu vật quốc gia. Vâng. Những viên đá quý này là tự nhiên thiên nhiên 100% của mình khai thác ra cho anh? Hàng này là hàng người dân người ta khai thác. Mình cứ đi làm về thì mình mua lại của người ta. Để khai thác một viên ruby thế này thì thực sự là một quá trình rất là gian nan vất vả, có những chỗ độ sâu của hàng chục mét, tuy nhiên có chỗ chỉ gọi là 50 phân 1 mét đã tới cái lớp sa kết có đá quý rồi. Đấy, khi trong lớp sa kết đó thì có khả năng là có chỗ làm những cả tháng không được một viên nào đẹp, gọi bình thường xỉ xỉ thôi, nhưng có chỗ thì nó gặp may mắn, nó gặp được những viên đẹp, hoặc là có những người ta khai thác người ta làm được một lô 2-3 viên đẹp một lúc. Đó là cái sự may mắn, nhưng cái sự may mắn chỉ đến trong rất ít người, hàng trăm người mới được, một vài người được thôi. Vâng. Để có một cái kiến thức rất là tốt như vậy thì anh đã gọi là trực tiếp trải nghiệm về cái khai thác kiện quá trình khai thác chưa, hay là chỉ là qua quá trình mình đi mua bán thôi? Nhà cũng giới thiệu với em là anh có ông bố nuôi, ông có đất mỏ, đất rừng ấy. Nhà ông có 150 hectare đất rừng. Thế cũng được làm thử 3 năm. Nhưng 3 năm đó thì không được cái gì. Vâng. 3 năm rồi. 3 năm khai thác đều thua. Vâng. Thế cho nên quyết định nghỉ khai thác và trực tiếp đi mua lại của tất cả những người nào mà có nhu cầu bán thì mình mua. Cho em hỏi chút nữa là gì, cái lô đá quý anh vừa chế tác thì giá trị này, lô này đá quý này có nhiều tiền không? Cái lô mà mới này này, như lô này thì chắc mà thành công dự tính bán tầm khoảng 150 triệu. Lô này 150 triệu ạ. Rất là đẹp. Viên nọ bù viên kia. Viên đá này cái viên lớn nhất trọng lượng là rơi tầm bao nhiêu carat? Đây cân lượng luôn. Sẽ trừ đi tầm 4k một viên nữa. Viên này tầm 30k. 30k một viên nhỏ nhỏ nhất. 2k. Tốt hơn anh nhỉ? Nghe đang thôi. Mài độ bóng và có độ nhắn anh nhỉ? Mình sẽ mài để cho nó đẹp hơn. Đây, ví dụ như cái đĩa này thì đĩa này nó sẽ mịn hơn, để mình sẽ vào khối những viên một lượt. Và đĩa 600 như này nữa. Sau đó mình gắn lên que. Mình dán lên que mình mài thì độ chính xác nó sẽ cao hơn. Anh có thể giới thiệu cái kính không, hay là cái đồ dùng gì trên đây là gọi là cái gì, anh có thể là giới thiệu cho mọi người, cho khán giả cho em biết được không? Vâng, nói về đồ dùng của một người thợ đá thì không thể thiếu một chiếc đèn và một chiếc cân. Đây, để mình tính toán viên đá cân nên mài được bao nhiêu carat. Và cái tuổi tầm khoảng 40 đến 50 tuổi, 40 tuổi trở lên thì bắt buộc là phải dùng thêm cái kính lúp để nó phóng to ra, để lựa chọn viên đá nó sạch đẹp nhất có thể. Đây là đáy này, đây là mặt này. Mặt này thì chỗ góc này nó cũng rất dạng nhẹ này. Đấy. Rất dạng nhẹ này và đầu nó hơi nhọn, thì mình sẽ thu cái đầu này lại một tí nữa, để cho viên đá nó bớt dài và nó giảm cái độ dạng của viên đá đi. Mình có thể phân biệt được không anh?
thứ nhất là kinh nghiệm, cái thứ hai là mắt thường, thì mình cũng phân biệt được hàng xử lý và hàng thiên nhiên. Bởi vì những người có thâm niên tầm 15 trở lên, 15 kinh nghiệm trở lên là người ta đã đi được tất cả các bãi ở trong khu vực tỉnh Yên Bái. Ví dụ như là chất mỏ ở bãi An Phú thì nó khác, bãi của Thái nó khác, bãi của Trúc Lâu, bãi Khánh Hòa và bãi Ao Ông Tía ở khu vực tuyến đường 7 ở khu vực Yên Bình. Mỗi một chất đá thì nó nói lên một khu vực bãi. Hệ thống người một viên đá quý xử lý thì chỉ cái giá trị nó sẽ bị hao mà bị thấp đi như nào, và cái quá trình có thể biết được không? Nó có rất nhiều cách xử lý, như xử lý của Lục Yên mình thì có những viên hàng phát xếp độ trong cao và độ đẹp màu đỏ, thì tuy nhiên nó có những viên mà nó bị dính một tí sa kia bên trong, thì bắt buộc người ta lấy cái đèn khò, người ta khò qua để cho nó bay cái sa kia đi để nó thành tụ một màu đỏ nguyên, thì cái xử lý đó thì có thể chấp nhận được. Nó cũng như là một cô hoa hậu đi lên sân khấu để biểu diễn thì bắt buộc phải tô son đánh phấn vào, cắt tóc chải tóc để gọn gàng để thi hậu. Còn cái hàng đã xử lý thủy tinh trì và bằng bước bằng kia phóng xạ thì cũng như một cô gái đã phải nâng mũi, nằm cắt mí, làm môi. Không có cái giá trị cốt lõi của viên đá quý gốc nguyên bản nữa, đúng không anh? Đúng rồi, nó không còn cái vẻ đẹp tự nhiên của viên đá, nó không còn năng lượng nữa. Thường có rất nhiều các mặt đá quý là nói chung mọi người mua có thể rất là đẹp, giá rất là rẻ, nhưng thực ra là theo mình ấy, mình không nói chung thôi, có thể là các bạn có thể là bị nhầm, hoặc là những người bán hàng không trung thực, có thể là bán những bạn những viên đá đẹp nhưng giá rẻ thì chất lượng sẽ không tốt. Để mà hàng Lục Yên thì giá cả như anh em mình thì nó là hợp lý và chắc chắn là bảo hành một người đá tự nhiên của Lục Yên mình. Tuy nhiên thì nói về đá quý của Yên Bái mình ấy, thì cũng có rất nhiều người, người ta lấy cái thương hiệu của đá quý Lục Yên người ta giới thiệu quảng cáo lên, nhưng thực ra thì những viên đá đó là ở nước ngoài và đã qua xử lý rồi. Đấy, hàng đá quý Lục Yên, hàng Yên Bái thì các bác nhìn, các bác biết đây là gia đình em là 8 thành viên là kinh doanh chế tác tận mỏ luôn, thì giá cả nó rất là hợp lý, nó không qua tay người buôn nữa mà bán trực tiếp cho người tiêu dùng, nên là các bạn hoàn toàn yên tâm. Em video của mình hôm nay mình quay chia sẻ một chút thôi, vì anh bận, rất bận công việc, còn rất nhiều viên đá anh còn chế tác nữa. Cảm ơn anh, em chào anh và mọi người những video kế tiếp. Chào lại. Ok, xin cảm ơn em rất nhiều.